Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tánh luôn luôn xả, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe trí nhất thiết nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe trí đạo tướng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa tuy ở đời trước được nghe trí nhất thiết tướng, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thường tuy ở đời trước được nghe tất cả pháp môn đà la ni nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tất cả pháp môn Tam Ma địa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa. Tuy ở đời trước được nghe tất cả hạnh đại Bồ Tát, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ bồ tát thừa, tuy ở đời trước được nghe quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch